Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của P-Robot. Mình là Hương Giang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp giá đỡ điện thoại và máy tính bảng. Bao da iPad mình cũng có thể để nghiêng iPad, nhưng mà đến một mức độ nghiêng nào đó nó sẽ bị trượt xuống và nó làm mình không có thoải mái. Cho nên mình sẽ sử dụng cái giá đỡ. Giá đỡ này có thể sử dụng cho cả iPad và điện thoại luôn nha các bạn. Đây là các linh kiện mà mình sẽ sử dụng trong hôm nay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp ráp nha.
Đây là mức độ nghiêng nhiều nhất của da đỏ. Mức độ nghiêng ít nhất và mức vừa. Rồi khi không sử dụng, chúng ta có thể xếp lại như vậy, bỏ vào túi xách của mình rất là tiện. Mình để iPad lên. Giờ mình sẽ cho nó nghiêng nhiều nhất luôn. Nó vẫn không bị trượt, đó là nhờ cái chi tiết góc nghiêng chống đỡ ở phía dưới. Và thậm chí là để đúng luôn các bạn. Vẫn ok. Bây giờ mình để điện thoại lên trên giá đỏ nè các bạn. Cùng với ba góc độ nghiêng, mình có thiết kế chi tiết để mà cố định cáp sạc khi mà sạc, để cho cáp sạc không có bị xuất ra hay là bị đứt. Như vậy thì nó sẽ an toàn về điện hơn, bảo quản các thiết bị của mình tốt hơn. Khoa học ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng tiện dụng. Chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu mỗi ngày để cho ra các sản phẩm mới. Pirobot xin trân trọng giới thiệu giá đỡ điện thoại và iPad góc độ nghiêng tùy ý. Nghiêng hơn và nghiêng hơn nữa. Thiết kế nhỏ gọn có thể xếp lại khi không sử dụng. Thiết kế chống đỡ để chiếc điện thoại yêu quý của bạn không bao giờ bị trượt. Thậm chí là chiếc iPad để đứng. Chi tiết giúp cố định cáp sạc, an toàn hơn khi sử dụng. Hãy lắp ráp ngay hôm nay. Trong đoạn quảng cáo vừa rồi thì mình có sử dụng một cái bàn quay để mà mình quay cái giá đỡ điện thoại của mình. Thì mình đã lắp ráp cái này từ trước rồi, mấy bạn có thể xem video mình hướng dẫn lắp ráp cái này ở dưới phần miêu tả video nhé. Nếu bạn muốn học trực tiếp với các huấn luyện viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, thì bạn hãy vào website stembetrisky.edu.vn để đăng ký các khóa học robot và lập trình nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình like và share nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.